Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Vườn của Chuối của mình. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình chia sẻ với một số anh em mà chưa biết, chưa rành về cái cây trầu bà lá lỗ. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một số anh em mà chưa rành về cây trầu bà lá lỗ, phân biệt một số loại trầu bà lá lỗ mà ở Việt Nam mình hiện có nha. Việt Nam mình có hả? Việt Nam mình có là khá nhiều, Việt Nam mình toàn dân chơi không á. Nói chung là một số cây cơ bản mà ở vườn mình có nha. Chứ ở Việt Nam mình thì cũng có khá nhiều loại lạ anh em. Anh em cũng sưu tầm rất là nhiều loại lạ. Trầu bà lá lỗ là cái tên chung của anh em mình hay gọi. Tên chung của dân Việt Nam mình hay gọi. Thì nó là cái cây thuộc họ trầu bà và lá nó có lỗ như thế này. Đó. Gọi trầu bà lá lỗ để anh em phân biệt với loại cây trầu bà lá xẻ, giống như cái Ebimabo này này anh em thấy không? Lá nó xẻ ra, hoặc là cái Arbor này này. Nó xẻ ra. Khi nào mà nó to lắm thì nó được mấy cái lỗ ở trong này thôi. Đó. Hoặc là cây Monstera á, thì nó là trầu bà lá xẻ, anh em hay gọi vậy. Còn những cái cây mà lá lỗ thì đây, ví dụ như cây này. Cây này á thì nó giống như cây này anh em, nó là tên của nó là Adansonii nha anh em. Đó, nó là cây trầu bà lá lỗ Adansoniva, và cây này là Adansoniva aurea, tức nghĩa là cây này là cây tên của nó là Adansoni, và nó va là variegated, tức nghĩa là đột biến, và aurea là vàng, đột biến màu vàng. Thì là cây nó như thế này đó, hoặc là nó như thế này, nó va từng mảng như này đó. Cây này là cây trầu bà lá lỗ Adansonii và variegated aurea. Rồi còn cây này á, nó là cái cây trầu bà lá lỗ, nó cũng là cây Adansonii luôn, nhưng mà nó là một cái dòng khác, nó va cái kiểu khác nha anh em. Cây này nó va cái kiểu, cây này là của tự mình nó sổ ra, mình cũng nhân giống được một ít, va nó cũng không được đẹp lắm, bắt đầu mưa giông nữa rồi đó. Nó là cây Adansonii màu xanh á, khi nó chưa lỗ thì lá nó sẽ như thế này, nhìn rất đặc biệt đúng không em? Anh em mà thấy lá lỗ nhiều rồi mà cái cây này lá không lỗ là anh em có thể là chưa bao giờ thấy luôn. Nó như thế này nè. Đó, nó chưa lỗ thì nó như thế này. Và cây này nó cũng upside khá là ghê, khi mà anh em trồng nó đủ lớn, đủ khỏe thì lá của nó cũng có thể lên đến 50 phân, lá dài 50 phân luôn á. Đó là cây Adansoniva nha anh em. Tiếp theo là cây Adansoniva Adansoni. Tên của nó là như vậy. Thì cái cây này anh em có thể thấy nó như thế này. Lá của nó lỗ khá là to, lỗ khá là nhiều, nên nó sẽ có một số là nó xẻ ra luôn cái lỗ lỗ ngoài anh em, lỗ ngoài này nó to quá, cái nó bị xẻ ra như thế này luôn, anh em có thể thấy đó, lỗ ngoài nó to, nó thành lá lá xẻ luôn. Và cây này mình trồng nó lớn lên thì nó tối đa nó cũng được, chắc được 30 40, không to hơn được anh em. Trồng chung với cái Adansonii này, cái Adansonii này so với cái Adansonii và Adansonii này thì anh em có thể thấy là cây này, cái Adansonii này lá nó dày hơn và nó không lỗ, lỗ nó không bao giờ bị xẻ hết. Còn cái Adansonii và Adansonii này thì nó sẽ bị xẻ ra ở ngoài nha anh em, và lá nó mỏng hơn, anh em có thể thấy lá nó mỏng, nó mỏng tanh luôn á đó. Đó, còn cây này thì lá nó dày, rất là dày, dày cùi hai lá, nếu mà anh em phải để gần nó anh em so sánh thì mới thấy được, một lá khá là mỏng và một lá là dày. Đó là hai loại. Còn cái loại á, còn hai loại nữa là cây Esqueleto và cây Oliva. Thì hai cây này là có hai loại cây này là có hai cây nhất. Cây Esqueleto là cây lá to nhất, trầu bà lá lỗ to nhất mà mình thấy. Và cây Oliva này là cái cây mà nó rách nhiều nhất, nó rách tanh bành tách bạch luôn. Đây là cái cây Oliva anh em có thể thấy nè. Nó rách đến nỗi mà nó có một cái cọng chỉ ở đây luôn anh em thấy không? Tự nhiên nha. Ủa mưa to quá rồi. Mấy này thấy ngoài Huế ngập, ngập hết cái tầng 1 luôn, ghê thiệt. Trong mình mưa sáng qua mưa, nhưng mà hôm nay chiều qua lại nắng. Tự nhiên sáng nay lại bắt đầu mưa to lại. Bão, ớn. Nè, anh em thấy. Cây này mà anh em trồng lớn lên nữa là nó rách tanh bành tách bạch luôn. Nhưng mà nó lỗ tanh bành tách bạch luôn, mà nó không có rách nha anh em, nó lỗ như vậy thôi đó. Đây là cây Oliva, thì cây này anh em có thể dễ dàng nhận biết được. Và một cái cây khá phổ biến đợt trước nữa đó là cây Adansonii và Formindo. Thì cái cây này là chắc là xuất xứ từ Indo hoặc là từ Ấn Độ, anh em nhập về nhiều á nên gọi nó là Formindo. Thì cái form của nó khá là lạ,
nó đây này, nhìn như con zombie gì vậy á. Lá này, va của nó thì như này thôi, và lá của nó cứ như kiểu là bị bệnh, bị virus gì, nó méo mó, không nó không có được tròn trịa lắm. Thôi mưa to quá rồi, qua cho anh em coi cây Escalator nữa thôi nha. Đây là cây Escalator. Cây này là cái loại cây lá lỗ mà là to nhất trong cái dòng lá lỗ. Cây mà 20, 40, 50 phân. Trong khi mới được có 3 lá mà đã 50 phân rồi anh em. Cái này là cái ngọn mình cất tinh ra. Cây này là một cái cây lá lỗ to nhất. Còn cây Oliwa là cái cây mà lỗ nhiều nhất. Mưa to quá rồi chắc nó anh em không nghe. Thôi mình chào anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau. Anh em mà có thắc mắc gì cứ để lại comment ở bên dưới cho mình, thì mình sẽ chia sẻ với anh em theo cái kiến thức mình biết được. Rồi, mình xin chào anh em.